Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh mua bán của em Lê Hương Ô tô Hải Dương nhé. Ngày hôm nay thì em Hương về thêm rất là nhiều mẫu xe mới các bác ơi. Hôm nay thì Hải Dương chính thức đón mùa gió mùa đầu tiên của mùa các bác nhé. Vụ gió mùa đầu tiên này rất là lạnh luôn. Ngày hôm nay thì em Hương về thêm những mẫu xe chỉ từ 60 triệu thôi để phục vụ bà con nhà mình tránh rét nhé. Rất là nhiều mẫu xe mới này, Innova số tự động 2008 giá tầm 300. Còn về thêm Vios tự động này. Chào anh Nguyễn Bình An nhé, các bác nhà mình ơi, tham gia livestream thì cho em xin những lượt like, những lượt tim, những lượt chia sẻ mới nào. Ngày hôm nay em về thêm khá là nhiều mẫu xe mới này, 60 triệu là có xe đi rồi. Liên hệ cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790 các bác nhé, 0354602790 ạ. Đây số hotline em ghi vào đây ạ. Nóng quá chị ơi, ông rất là lạnh luôn. Bác ông Ngọc Quốc Huy ơi, Hải Dương chính thức đón gió Bắc rồi. Ngày hôm nay là rất là lạnh luôn nhá. Nóng quá, bác có mui trần không? Có mui trần luôn anh ơi. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cũng như kết nối trực tiếp qua Zalo cho em Lê Hương qua hotline 0354602790 nhá. 150 triệu mua được 7 chỗ không em? Anh Nguyễn Bình An ơi, 150 triệu có mua được 7 chỗ nhá. 150 và 200 triệu là các bác có thể mua được xe 7 chỗ ngồi tự động rồi. Em còn về thêm Accent tự động màu trắng này, máy số zin đời 2012 giá tầm trên 300 triệu một chút này. Chào bác Linh Trần. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream để đẩy view cho em ạ. Chia sẻ cho em bằng những lượt tim, những lượt like, những lượt chia sẻ mới ạ. Rất là nhiều mẫu xe mới các bác nhé. Em chào bác Lê Thái Vân này. Accent tự động 2012 em đang bán là 365 triệu, máy số zin, xe gia đình, nước sơn màu trắng ngọc trinh. Và 150 triệu mà 7 chỗ ngồi em cũng có tự động luôn. Đây ạ, 150 triệu anh có thể mua được một chiếc xe số tự động mang tên là đến từ thương hiệu Mazda, Mazda Fremacy nhá. Mazda Fremacy em chỉ có 158 triệu thôi. Ngày hôm nay cắt xả lỗ này, đón mùa gió đông về đầu tiên của miền Bắc thì em sẽ để cho bác nhà mình với giá là 150 triệu nhá. 158 còn 150 triệu ạ. Chúc em buổi trưa nhiều niềm vui, có thời tiết lạnh quá ok. Rét lắm luôn anh ơi, có con nào đẹp như em không? Xe nhà em thì rất là đẹp, chỉ có người xấu thôi, còn xe rất là đẹp nhá anh Văn Thái nhá. 150 triệu ngày hôm nay là chốt xe 7 chỗ ngồi Mazda Fremacy nước sơn màu xanh cực kỳ đẹp luôn, màu xanh ngọc nhá. Còn nếu như bác nào thích màu trắng này, màu trắng mẹ mắng vợ mắng vẫn cứ mua thì em có một chiếc xe Hyundai Accent màu trắng đây. Xong rồi, đã đang đợi tiền. Nhưng mà 2 giờ đêm nay mới được giờ về cơ. Nếu mà ship về 2 giờ đêm. Đúng rồi. Thế là ship là bọn anh đi cùng luôn gì? Vâng. Ok. Thôi tí thì em nói cho chị. Vâng. Hôm nay em về thêm Hyundai Accent số tự động đời 2012, nước sơn màu trắng, máy số zin nhá. Nội thất zin này, 2012 nhưng vẫn giữ được nội thất zin, trần nỉ zin, số tự động đẹp đây các bác này. Em này em đang bán với giá là 365 triệu. Ngày hôm nay bác nào quan tâm về Hyundai Accent tự động xe gia đình thì có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em nhé. Kết nối qua Zalo cho em qua số hotline 0354602790 để em Lê Hương tư vấn hỗ trợ này. Chào anh Giai Linh Đỗ, chào anh Hoàng Long này. Chào bác Phạm Ngọc, chào bác Hoàng Em này. Đây các bác nhìn này, Accent 2019, máy số zin, xe gia đình, số tự động bản nhập khẩu nhé, 365 triệu. 4 bánh trang bị phanh ABS này, một dàn lốp dày, xin nhan trên gương, nước sơn màu trắng ngọc trinh đây. Biển 34 tư nhân Hải Dương. Rất là hiếm khi mà em về được Accent tự động các bác nhé. Rất là hiếm khi lại còn máy số zin, nội thất zin, xe gia đình đẹp như này ạ. Các bác nhà mình ơi, giúp em nào đẩy view, đẩy like nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Nhiều mẫu xe đẹp nào. Accent tự động đây, có Accent tự động này. Hôm nay em còn về thêm một chiếc xe bán tải, có lẽ là nhiều bác thanh niên sẽ thích hơn. Biển 34 đây. Một chiếc bán tải Ford White chắc đời 2017 nhá, đời khá là cao luôn. Em này thì giá chưa tới 800 triệu đâu. Bán tải Ford Ranger White chắc 2 cầu số tự động. Bản 3.2 auto hết cho em nhé. Bản này là bản auto hết rồi. White chắc em đang bán với giá là 750-760 triệu tầm đấy ạ. Vừa mới về luôn nhá. Nóng hổi bỏng tay, White chắc em vừa mới về đây. Bác nào quan tâm về bán tải White chắc em có White chắc này. Hyundai Accent số tự động đời 2012 em vừa mới về đây nhá. Chính thức về Accent tự động đây.
màu trắng ngọc trinh, số tự động đẹp bản nhập nhé, máy 1.4, máy số zin, nội thất zin, cam kết không đâm xô và không ngập nước luôn. Đăng ký đăng kiểm còn dài, nước sơn màu trắng đẹp. Có cho em Hyundai Accent này, hai túi khí an toàn này. Bác nào cẩn thận em bao test toàn quốc cho luôn các nhá, bao test hãng luôn, không đâm xô, không ngập nước, xe vừa mới về đây ạ. Sáng nay là chưa có đâu nhá, xe giờ mới về đây. Xe gia đình, máy số zin Hyundai Accent 2012, nội thất zin, ghế da zin luôn ạ. Còn bán tải Ford Ranger White chắc em bán trên 700 nhá. Bán tải đây, chiều nay em sẽ lên video chi tiết này. Bán tải hai cầu, số tự động lên đèn pha bi cầu. Bán tải Ford Ranger White chắc đây. To cao hầm hố các bác nhá. Đợt này em về khá là nhiều dòng xe mới và đẹp này. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream chia sẻ giúp em nào. Em chào anh Giai Bùi Tấn này, chào anh Phùng Đắc Thắng này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Chào chị gái Ngọc Trâm. Chị gái Ngọc Trâm ơi, chia sẻ cho em nào. Rất là nhiều mẫu xe. Bán tải Ford Ranger White chắc trên 700 triệu, số tự động 2 cầu bản 3.2 nhập Thái nguyên chiếc này. Còn bên đây cũng là một chiếc xe nữa, nhưng là một cầu nhá, số tự động 1 cầu, máy dầu, biển thủ đô Hà Nội. Bán tải Chitong. Chitong thì lên thùng cao rồi các bác nhá. Chitong lên thùng cao rồi. Bác nào quan tâm về Chitong thì để lại số điện thoại này, 469 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Ở bên đây thì mới về Lacetti SE. Lacetti SE số sàn đời 2010 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011 đây. 225 triệu. 225 triệu có Lacetti SE, la răng đúc thể thao phanh ABS đầy đủ cho em ạ. Lipo 4 mắt cảm biến va chạm này. Có Lacetti SE. Chào bác Phan Trường Sa này. Huy ơi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream chia sẻ giúp em nhé. Hôm nay em còn về thêm một chiếc xe bán tải siêu mini đây. Một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning số tự động đẹp, nước sơn màu trắng đẹp, đèn halogen siêu sáng này. Em này đăng ký biển D nhé. Biển D tức là đăng ký hai chỗ ngồi. Và em đang chào bán chiếc xe Kia Morning với giá là 235 triệu. Cho chiếc xe Kia Morning đăng ký biển D, nước sơn màu trắng ngọc trinh, xe mới về đây ạ. Cho anh Giai Tùng Lâm, cho anh Hoàng Ngọc Tiên này. Tham gia livestream chia sẻ giúp em các bác nhé. Nhiều mẫu xe mới này, Mazda 3 em cũng mới về thêm đây. Mazda 3 số tự động 2 chế độ lái, có phanh tay điện tử, nước sơn màu đỏ đẹp, biển thủ đô Hà Nội. Em đang bán chiếc xe Mazda 3 lên đèn bi cầu này. Hai chế độ lái này có phanh tay điện tử đầy đủ cho em rồi. Phanh tay điện tử nhá, hai chế độ lái thường và sport. Em đang bán chiếc xe Mazda 3 với giá là 535 triệu. Ngày hôm nay cắt xả lỗ trực tiếp trên livestream, còn 520 triệu bao hồ sơ, bao vận chuyển luôn ạ. Cảm ơn chị gái Sim Vũ nhá, nhiều xe đẹp quá. Cảm ơn bác Cường Nhất này, bên này nhiều xe đẹp quá. Dạ đúng rồi anh ơi, nhiều mẫu xe đẹp. Cần đến xem xe trực tiếp thì liên hệ trực tiếp cho em. Hôm nay em còn về thêm Hyundai Accent đây. Bác nào thích màu trắng, máy số zin, nội thất zin, không đâm xô, không ngập nước, keo chỉ, số máy còn nguyên, thì đây nhá, 365 triệu lên đầy đủ màn hình rồi. Hyundai Accent cam hành trình, cam lùi đầy đủ cho em ạ. Màn hình Android cảm ứng này, từ ghế da cho đến nội thất, cho đến tất cả đặt luôn, không mất một cái gì luôn. Nước sơn màu trắng đẹp, biển 34 tư nhân Hải Dương. Xin nhan trên gương nhá, quá là đẹp luôn. Hyundai Accent la răng thể thao phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em rồi. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. 365 triệu bao hồ sơ. Ngày hôm nay nhá, ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng mới này, em bao luôn cả vận chuyển luôn ạ. Bao luôn cả vận chuyển cho các bác nhà mình. Hôm nay em còn về thêm Kia Morning nhá. Morning em về thêm cả đời cao 2019 và em về thêm đời 2016 màu Camber này. Kia Morning biển 15 Hải Phòng. Bản này là bản SI nhá, Kia Morning bản SI màu Camber, số tự động đời 2016 này. Em đang bán chiếc xe Kia Morning này với giá là 315 triệu. Ghế da cao cấp trần nỉ zin, màn hình Android cảm ứng này. Đối với bản SI này thì sẽ có cho em là điều hòa tự động này. Táp ni táp lô đẹp nhá, có cho em chiếc xe Kia Morning bản SI đây, 315 triệu. Kia Morning 315 triệu, số tự động bản 1.25. Phiên bản SI nhá, lên đèn pha bi cầu, giải đèn led này, nước sơn màu kem sữa cực kỳ đẹp luôn. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Các bác ơi, quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em nào. Kia Morning em về thêm này. Hôm nay còn về thêm cả Ford Fiesta này.
Ford Fiesta số tự động nước sơn màu trắng đẹp. Em đang bán chiếc xe này với giá là 295 triệu. Ford Fiesta em có vừa đen, à vừa có trắng vừa có đỏ nhá. 295 triệu có Ford Fiesta đây ạ. Hello em gái Lê Hương, salon của em nhiều xe đẹp lắm mà. Em cảm ơn anh trai Bùi Tấn này. Và thời tiết Hải Dương cũng đẹp theo hơn. Hôm nay rất là lạnh luôn anh nhé. Rất là lạnh từ sáng đến giờ chốt đến chiếc SE là chiếc thứ tư rồi. Từ sáng đến giờ chốt full tiền thứ tư rồi. À, lên livestream muộn một chút thôi. Khách đã nhắn tin rồi. Hương ơi sao chưa thấy livestream? Thì đây nhá, em lên tranh thủ đây. Khách vẫn đang chờ em Hương đây ạ. Tranh thủ lên live một vài mẫu xe mới này. Ford Fiesta biển thủ đô Hà Nội lên đèn pha bi cầu nước sơn màu trắng phiên bản hatchback Ngọc Trinh. Em đang bán là 295 triệu. Vios 2019 thì em không có nhá. Nhưng ngày hôm nay anh Hoàng Thịnh ơi, Vios 2018 màu đen quốc dân, số tự động bản CVT nhá. Anh có thích Vios 2018 form mới máy trắng tự động không ạ? 463 triệu. Anh Hoàng Thịnh ơi đây. Sau một mùa World Cup thì các bác như mình ơi, xe vừa đẹp về chất lượng, vừa đẹp về giá luôn. Biển 99 Bắc Linh, nước sơn màu đen đẹp. Toyota Vios đời 2018 số tự động bản CVT, bản E nhé. 463 triệu, động cơ trang bị 1.5, máy Eco, form mới, hệ điều hành mới rồi. Máy Eco tiết kiệm nhiên liệu, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi rồi. Hỗ trợ trơn trượt, tắt bật cảm biến này, trần nỉ zin, ghế da zin cao cấp, củ số rích rắc, màn hình zin đầu đài nguyên bản theo xe. Táp ly, táp lô, không một vết xước, không khoan đục các bác nhé, không đổi màu. Em đang bán chiếc xe này với giá là 463 triệu bao gồm phí rút hồ sơ. Gió mùa đông bắc ngày hôm nay của miền Bắc, em sẽ bao luôn vận chuyển cho bác nào thích xe số tự động. Đặc biệt là dòng xe Toyota Vios nhé. Nhìn không khác gì Camry đúng không ạ? Cùng họ với Camry lên nhìn sang trọng lắm ạ. Đầm chắc, máy 1.5, tiết kiệm nhiên liệu, số tự động đẹp đây. Đẩy view, đẩy nai mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Rất là nhiều mẫu xe mới nhé. Em chào anh Long Giang, chào bác Vạn Sự Do Tâm này. Chào bác Ngũ Hổ Tướng này các bác ơi. Đẩy view, đẩy nai mạnh mẽ lên cho em được không ạ? Rất là nhiều mẫu xe mới nhá. Hôm nay em còn về thêm Chevrolet Captiva số sàn và Chevrolet Captiva số tự động và một dàn dòng xe xe Chevrolet Cruze nhá. Đây hôm nay em về thêm cả Captiva nữa đây. Mazda 6 có này, Mazda 3 có này. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao số sàn đời 2007 biển thủ đô Hà Nội. Lên đèn pha bi cầu, la răng thể thao, phanh ABS, xi nhan trên gương. Em đang bán chiếc xe Captiva này với giá là 208 triệu. Chevrolet Captiva nội thất đẹp, trần nỉ zin, đèn trần bóng led nhá, siêu sáng luôn. Màn hình Android cảm ứng siêu to, siêu khổng lồ. Hỗ trợ trơn trượt, đổ đèo, túi khí an toàn. Đây các bác nhìn này, quá là chất luôn nhá. Captiva số sàn 2. Số sàn đời 2007 nhá. Và em đang bán với giá là 208 triệu, bao hồ sơ. Và còn bớt thêm rất là nhiều lộc lá cho ngày tháng mới này, mùng 1 tháng 12 rồi. Một cái tháng mới này em sẽ bao hồ sơ cho bác nhà mình nhé và bớt thêm. Nếu bác nào quan tâm thì để lại số thoại cho em nào. Chào anh Giai Lê Văn Hợi, chào anh Lường Sao. Các bác nhà mình ơi tham gia livestream chia sẻ mạnh mẽ giúp em nhé. Mazda 6 em quay rồi, em còn có cả Mazda 3 nữa cơ. Mazda 3 màu trắng Ngọc Trinh, à Mazda 6 ạ, Mazda 6 màu trắng Ngọc Trinh. Đời 2016, riêng em này có cả iStop này, 4 chế độ lái này. Nếu như Mazda 3 chỉ có 2 chế độ lái thôi thì Mazda 6 là 4 chế độ lái nhé. Có cả chế độ iStop khi dừng đèn đỏ này. Vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh này, iStop này, A-stop đầy đủ cho em. Điều hòa tự động này, ghế da cao cấp. Ghế lái chỉnh điện nhớ 3 vị trí, ghế phụ cũng chỉnh điện luôn cho em ạ. Mazda 6 560 triệu, máy 2.0, số tự động đẹp, biển 14 Quảng Ninh. Máy số zin tư nhân, một chủ đại gia sử dụng nhé. Một chủ sử dụng từ mới, đèn pha bi cầu, có Mazda 6 màu trắng đẹp cho em ạ. Chào bác Ngọc Anh Trần. Anh Giai Ngọc Anh Trần ơi, em vẫn đợi kết quả Zalo của anh đấy ạ. Chào bác Dương Dương này. Bên đây em còn có Kia Morning tự động đây. Form dáng nhỏ gọn xinh. Đợt này Morning form dáng tự động, số tự động em về rất là nhiều nhá, đủ các màu luôn. Hộp phong thủy màu nào thì có màu đấy này. Kia Morning số tự động đời 2010 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011, bản nhập số tự động đây. Máy 1.0 AT là tức là tự động ạ.
lên đèn Fabico La Răng Thể Thao xin nhan trên gương. Và em đang bán với giá là 239 triệu. Máy số zin nhá, 2010 đăng ký 21 vẫn giữ được máy zin. 239 triệu ạ. Và bên đây là còn có một chiếc xe Chevrolet Cruze form dáng độ này, đời 2011 màu xanh mà rất là nhiều các bác quan tâm. Cruze số sàn đời 2011, độ hết lên body kit, mặt ga lăng tản nhiệt gầm thấp. Lên đèn pha bi cầu, giải đèn nét, đèn gầm chạy này. La Răng Thể Thao, máy số zin. Và em đang bán chiếc xe độ này với giá là 265 triệu. Cánh gió thể thao, nước sơn màu xanh nét. Cánh gió thể thao đây. Em chào anh Gia, anh Nguyễn Quang Sáu, chào anh Minh Tiến Phạm, chào chị gái anh Nguyễn Ngân nhé. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em nào. Số sàn máy 1.6 zin cả xe em có này. Em này là form dáng độ lên bộ on off rồi, em đang bán là 265 triệu. 265 triệu có cho em một chiếc xe Chevrolet Cruze form dáng độ nhé. Đẩy view đẩy nai mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi, thả tim tưng bừng lên cho em nào, cho màn hình nó sống động hay ho lên nào. À? Chia sẻ nhiệt tình lên cho em các bác nhé. Cruze độ 2011 em đang bán là 265 triệu. Bên đây em còn có Cruze màu vàng gold form dáng, thì form dáng giữ nguyên bản của xe. Xe chủ tịch đẹp nước sơn màu vàng gold đây. Chevrolet Cruze đời 2011 nước sơn màu vàng gold, biển thủ đô Hà Nội đây. 2011 máy 1.6 em đang bán với giá là 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruze. Đèn halogen biển thủ đô Hà Nội, La Răng năm chấu thể thao nhá. Phanh ABS đầy đủ này, màu vàng gold cực kỳ trẻ trung mà không hề sợ bị già đâu các bác ơi. Lên đầy đủ màn hình cam lùi rồi, ghế da cao cấp số sàn. Bác nào hợp phong thủy với màu vàng thì có thể để lại số điện thoại này, cực kỳ đẹp luôn. Mà giá thì có bao nhiêu? 245 triệu bao hồ sơ. Bác nào ngày hôm nay thiện chí chốt em bao luôn cả vận chuyển nhá. Bao luôn cả vận chuyển ạ. Cháu ơi, anh Phương, cháu anh Hoàng Tường này, Y10 thì em có vừa số sàn vừa số tự động. Morning có nhiều tự động này, Hyundai Accent số tự động này. 7 chỗ ngồi em có Captiva và Innova nhá. Spark tự động đời cao không em? Anh Ngọc, anh Trần ơi, em đã bảo em là em có rồi, nhưng cái giá của anh như thế thì không vào được đâu. Bây giờ còn phải vận chuyển vào tận bên trong khu vực miền trong cơ anh ơi. Innova 7 chỗ ngồi, số sàn máy 2.0, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Đời 2013, Innova 2013 đây nhá. Em có số sàn Innova đây, 365 triệu. Đang về thêm Innova nước sơn màu đen, số tự động giá tầm 300 triệu. Và ngày hôm nay nên cho các bác nhà mình một mẫu xe siêu mắc luôn. Đó chính là một chiếc xe Chevrolet NTZ. NTZ là ký hiệu của số tự động ạ. Captiva số tự động đời 2011 em đang bán với giá là 315 triệu. Anh ơi, đời cao thì sẽ không có giá rẻ và xe đẹp sẽ không có giá rẻ. Em live stream hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, lúc nào cũng trên live stream em để công khai giá mở. Em không sợ bị nói là đắt hay rẻ cả vì khách hàng rất là thông thái. Người ta nhìn xe, nhìn form, nhìn chất lượng đến xem xe, mua xe. Không bao giờ người ta bỏ đồng tiền ra mà lại mua xe đắt anh ạ. Không bao giờ khách nào bỏ tiền ra mua xe đắt. Người ta chỉ bỏ tiền ra mua xe đẹp thôi. Mua xe đẹp đúng đồng tiền, đúng chất lượng thôi. Còn không ai bao giờ mua xe đắt. Còn em đã dám live stream công khai trước hàng trăm hàng người khách hàng thì không bao giờ em bán đắt anh ạ. Chất lượng xe nó ảnh hưởng đến giá trị xe. Chủ mã đầy đủ, không phạt nguội, không đâm xô, không ngập nước. Thì anh ơi, cân đối 5-7 triệu nó không là cái gì cả. Chất lượng nó ảnh hưởng đến tính mạng con người mà. Nên là không bao giờ sợ đắt anh nhé. Còn đây là Chevrolet Captiva số tự động đây. Captiva số tự động đời 2011, nước sơn màu trắng, máy 2.0, à 2.4 nhá. Em đang bán chiếc xe Captiva này với giá là 315 triệu đời 2011. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi các bác nhá, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. 315 triệu bao hồ sơ, còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Anh Hoàng Tường ơi, Eco Sport em có rất là nhiều. Em chào chị gái Nguyễn Thi nào. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream giúp em bằng những lượt like, những lượt chia sẻ mới nào. Eco Sport anh Hoàng Tường ơi, em có rất là nhiều nhá. Số sàn Eco Sport bản 7 túi khí có hai phanh ABS này. Eco Sport số sàn bản trên không có cửa sổ trời thôi. 375 triệu đời 2015, máy 1.5 for Eco Sport.
EcoSport tự động 2017 biển Sài Gòn về Hà Nội vô tư này. 2017 màu cam EcoSport em đang bán với giá là 458 triệu. 458 triệu đời 2017 zin đẹp toàn xe màu cam nhé. 5 chỗ ngồi gầm cao đứng đầu về dòng xe SUV được nhiều bà con quan tâm và ủng hộ đây ạ. Chào anh Giai Trương Nguyễn, chào anh Trần Hải Thanh. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream giúp em bằng những lượt chia sẻ mới nào. EcoSport màu cam em đang bán là 458 triệu cho đời 2017 nhé. Nước sơn màu cam đẹp này. Con số sàn thì em có là 375 triệu đời 2015 nhé. Máy 1.5. Còn màu trắng nữa ạ. Màu trắng EcoSport em đang bán là 445 triệu cho đời 2016. Anh Hoàng Tường ơi, để lại số điện thoại em tư vấn nào. Để lại số điện thoại em tư vấn ạ. Nhiều mẫu xe mới các bác nhé. Toyota Vios thì em có đời 2017 đây. Biển 18 Nam Định lên Phabi Cầu rồi. Em đang bán chiếc xe Toyota Vios này với giá là 378 triệu. Số sàn bản e xịn. 4 bánh trang bị phanh ABS form mới máy trắng nhé. Em đang bán là 378 triệu bao hồ sơ. Toyota Vios tự động thì em đang bán với giá là 463 triệu. Rất là hiếm khi về tự động đây. Còn bác nào quan tâm về i30 thì em có hẳn 3 chiếc luôn. i30 số tự động em có màu bạc đây. i30 số tự động em có màu bạc đây. 289 triệu đời 2009 này. Biển thủ đô Hà Nội nhé. Form dáng thì dài rộng điều hòa đẹp này. Cửa sổ trời rất là dài rộng cho i30. Em đang bán là 289 triệu màu bạc. Còn có cả màu xanh. Và còn có cả màu đỏ nhá. Nói chuẩn lại hay nữa em ơi. Không phải nói hay đâu ạ. Mà nó là thực tế ạ. Nó là thực tế. Các bác nhà mình hỏi Hương ơi, con này bao nhiêu tiền? Em không dám trả lời. Em vòng vo Tam Quốc. Em ẩn đi. Em không dám trả lời. Em sợ là bán đắt quá người ta mắng cho hay người ta chửi cho thì lúc em mới hãi. Còn Hương ơi, bao nhiêu tiền thì em công khai tông tốc ra hết ngay. Anh ơi, con này giá như thế này, em rút hồ sơ cho anh còn giá như thế này. Em hỗ trợ cho anh những cái này, thế là ok chứ ạ, rất thẳng thắn luôn. Đầu tháng chúc em gái thuận lợi bình an, ok, cảm ơn anh Giai Trương Nguyễn rất là nhiều, anh trai thân yêu của em ạ. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nhé, chào anh Giai Lê Giảng này. Y30 em còn có cả màu xanh đây, màu xanh biển 99 Bắc Linh. Em này là đời 2008, đăng ký 2009, em cũng đang bán là 295 triệu. Lên màn hình Android cảm ứng rồi. Điều hòa tự động này có Y30. Cửa sổ trời màu xanh đẹp đây. Có Y30 các bác nhé. Đẩy view lên cho em nào các bác ơi. Cờ đuôi thì em có đây. Chevrolet cờ đuôi màu đỏ đẹp đây. Hôm qua nhé, cờ đuôi số sàn của em Hương lên sóng chưa được 2 tiếng thì hai anh Giai ở trong Thanh Hóa ra phi ra mua ngay. Lên sóng là bán chốt ngay. Đấy. Ngày hôm nay còn có cả cờ đuôi tự động màu đỏ ở đây. Em đang bán chiếc cờ đuôi LTZ tự động này với giá là 385 triệu. Zin đẹp cả xe luôn. Lên Phabi Cầu, dải đèn led, đèn gầm, xi nhan trên gương. Và có cửa sổ trời nhá. Màu đỏ là 385 triệu. Còn có cả Kia Rio tự động này. Còn có cả Kia Rio số sàn này. Morning tự động này. Hyundai Accent số tự động nước sơn màu trắng đẹp Ngọc Trinh đây. Em đang bán chiếc Accent máy số zin này với giá là 365 triệu cho đời 2012 nhé. Nước sơn màu trắng Ngọc Trinh đẹp đây ạ. Chào anh Giai Nguyễn Văn Đàn này. Các bác nhà mình ơi, tham gia livestream chia sẻ giúp em nào. Một vài mẫu xe mới ngày hôm nay em sẽ lên sóng báo giá trực tiếp cho bà con cô bác nhà mình quan tâm đây. Hôm nay em còn về thêm cả Kia Morning đây. Kia Morning đỉnh của chóp luôn. Đời 2019 số tự động đẹp. Em đang bán chiếc xe Kia Morning này với giá là 345 triệu. Zin đẹp cả xe luôn. Nội thất đẹp, máy số zin hết cả xe nhá. Bác nào mà thích xe Morning đời cao số tự động mua cho bà xã cũng được mà mình đi cũng được. Form dáng nhỏ xinh, tầm trên 300 thì cân đối cho em về Morning này. Đời cao hẳn luôn nhá. Em có Morning đây. 345 triệu biển 60 bao hồ sơ ạ. Em có con ác à, anh Phạm Quang ơi, con ác anh viết nhầm tính tả hay gì sẽ em không đọc ra nhỉ. Ác cun là con gì ạ? Em chỉ có Accent thôi anh em, chỉ có Accent thôi. Accent số sàn 2018 màu trắng em đang về nhá, đang rửa dọn. Còn Accent số tự động thì em có màu trắng tự động anh nhá. Có Accent số sàn tự động ạ. À, Accent số tự động màu trắng ạ. Để lại số điện thoại cho em nào các bác ơi, đẩy view lên cho em nào. Hôm nay em còn về thêm Kia Rio số sàn biển Hà Tĩnh full 3 này. 3
quân 3 quá là đẹp luôn ạ. Accent số sàn đời 2015 em đang bán với giá là 325 triệu. Biển số quá đẹp luôn. Bác nào mà Hà Tĩnh mà giữ được nguyên biển con này quá là đẹp. Còn bác nào mà tỉnh khác thì ok, em vẫn bao hồ sơ nhé. Nhưng nếu như bác nào Hà Tĩnh mà mê em này thì chốt luôn cho em lại bằng Y10 thôi. Nhưng mà xe nhập Hàn nguyên chiếc. Số sàn em đang bán là 325 triệu bao hồ sơ này. Anh Giai Trương Nguyễn ơi, giúp em nào, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Một vài mẫu xe mới về em quay nhé. Khách lại đăng điện rồi Hương ơi và anh bắn tiền. Khách lại đăng điện là Hương ơi và anh bắn tiền rồi. Ngày hôm nay em còn về thêm Hyundai Y10 đây. Hyundai Y10 số sàn biển 28, nước sơn màu đen đẹp, đời 2016, máy 1.2 bản đủ đây. Hyundai Y10 bản đủ 1.2 em có vừa đen vừa trắng này. Chiếc màu đen này em đang bán với giá là 295 triệu bao hồ sơ. 295 triệu máy số zin, xe gia đình, nước sơn màu đen đẹp đây ạ. Còn nếu như tầm Vios tầm trên 300 đời 2015 thì em có đây. Toyota Vios đời 2015, máy số zin màu bạc đẹp, 345 triệu nhé. 345 triệu có Toyota Vios ạ. Lần này về khá là nhiều mẫu xe. Các bác nhà mình có quan tâm thì cứ để lại số điện thoại này. Em Vios này có lên màn hình to rồi cơ. Màn hình to. 2015 vẫn là máy đen nhưng mà cũng là 4 bánh trang bị phanh ABS nhé. Avantia thì em có vừa đen vừa trắng này. Hyundai Avantia số tự động, nước sơn màu trắng đẹp, 355 triệu nước sơn màu trắng này. Em này là dòng xe dành riêng của thị trường Việt Nam nhé. Em đang bán là 355 triệu. Cửa sổ trời, điều hòa auto, nước sơn màu trắng ngọc trinh, có cho em Hyundai Avantia đây. Hyundai Avantia số tự động cực kỳ đẹp đây. Các bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại nào. Hôm nay em về thêm cả City nữa đây. Về thêm Honda City. Honda City em có một đôi vừa sàn vừa tự động. Đang ngóng không là ai mang nước không rác cả cổ. Ok, cảm ơn em Giai Hoàng Hải nhá. Hoàng Hải ơi, chia sẻ giúp chị nào tháng mới mà cô Facebook cô đi kêu quá cơ. Này mát không khát à? Không ạ. À. Này mát, ui lay rét lắm anh ơi. Rét mà gào lên rát cả cổ luôn mà các bác chẳng thương em gì, chẳng chia sẻ giúp em gì. Honda. Ngồi trong đấy à? Các bác thấy xe khách đến xem xe cứ ngồi trong xe cho ấm thôi. Honda City đây, một chủ này, máy zin biển Quảng Ninh, số sàn máy 1.5. Bác nào đang quan tâm và cần tìm cho mình một mẫu City nhá, máy số zin ạ, em đang bán là 328 triệu. Đời 2013 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2014 này. Có Honda City nhá, máy số zin, nội thất cao cấp, đầu dài vi zin nguyên bản theo xe. Một chủ sử dụng từ mới này. Có Honda City, ốc nhái còn nguyên, những bút chấm sơn nguyên si từ bản nhà máy luôn. Honda City em đang chào bán với giá nào? 328 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm này. Ngày hôm nay em còn về thêm 7 chỗ ngồi số tự động nhá anh Công Nga ơi. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi số tự động màu vàng cát đây có thích không ạ? Santa Fe Gold, máy dầu 7 chỗ ngồi tự động 199 triệu. Ngày hôm nay cắt xả lỗ, vừa mới về nhưng bớt luôn vì con này mua được giá quá là yêu luôn này. 180 triệu riêng cho chiếc xe Santa Fe Gold đây. 180 triệu máy dầu số tự động 7 chỗ ngồi có Santa Fe Gold. Đây, anh Giai đến xem xe là xem Lacetti SE các bác nhìn này. Xem một chút nữa là anh Giai có ủng hộ em Lê Hương không? Đang live stream mà anh gọi quá trời luôn. Các bác nhà mình ơi, đẩy view lên cho em nào. Chào anh Dương Văn Nhất, chào anh Công Nga, chào anh Thành Lê. À, có lẽ là chiếc xe bản nhập 3 khúc này sẽ là chiếc cuối cùng em live stream nhé. Tại vì khách đang đến xem xe để phun tiền rồi. Biển thủ đô Hà Nội, một chiếc xe Kia Picanto bản nhập 3 khúc số tự động đẹp. Không phải là nhập nguyên chiếc mà không phải lắp ráp tại Việt Nam mà là bản nhập 3 khúc nhé. Xin nhan trên gương, số tự động đẹp. Ngày hôm nay Picanto màu đỏ này dành riêng cho chị em phụ nữ, nếu bác nào thích mua cho vợ này. Toàn nhìn có vô lăng đã mê rồi, vì đây là xe nữ sử dụng nhé. Nhìn vô lăng đã mê rồi. Em đang bán là 185 triệu đời 2007 Picanto bản nhập 3 khúc đây. Táp ly táp lô đẹp luôn, có Picanto cho em nào. Bác nào quan tâm Picanto để lại số điện thoại cho em ạ. Màu đỏ đẹp đây. Quay kỹ Santa Fe, Santa Fe bản gôn máy dầu nước sơn màu vàng cát đây. Cam lùi đầy đủ rồi. Đấy, em này thì giá hơi rẻ một chút nhưng mà được cái là máy dầu. Anh ơi,
Santa Fe Gold đây anh này. Chưa tới 200 triệu mà em nó cứng cáp như này là quá đẹp rồi đúng không ạ? Santa Fe Gold đây. 7 chỗ ngồi số tự động lại còn có cả cửa sổ trời cơ, trời đất ơi. Quá là sành điệu luôn, có cả cửa sổ trời nhá. Santa Fe Gold máy dầu số tự động đẹp. Ngày hôm nay cắt lỗ trên livestream 180 triệu mặc dù xe mới về vẫn cắt xả lỗ luôn. Vẫn cắt xả lỗ 180 triệu. Vẫn cắt xả lỗ 180 triệu đây ạ, có Santa Fe Gold nhá. Chào anh Ngọc Quốc, Nguyễn Trọng Ngọc này. Chào anh Nguyễn Cảnh này. Bán tải quay chắc mới về đây trên 700 triệu này. Hyundai Accent số tự động nước sơn màu trắng Ngọc Trinh, máy số zin, biển 34 tư nhân Hải Dương, máy 1.4, zin hết cả xe luôn, 365 triệu ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những mẫu xe mới về. Nhưng mà lại như ngày hôm qua rồi, hôm trước đang live stream thì khách đến xem xe thì hôm nay em cũng vậy rồi các bác nhé. Có lẽ là buổi live stream ngày hôm nay của em Hương sẽ dừng sớm ở đây so với mọi ngày các bác ơi. Bác nào đang quan tâm và cần tìm nhiều mẫu xe đẹp thì có thể alo trực tiếp cho em Lê Hương nhé. Số hotline của em Lê Hương là 0354602790. Bên em thì có rất là nhiều những dòng xe 60 triệu, 80 triệu, 90 triệu là có xe tránh mưa cho mình rồi. Chào anh Giai Phạm Thuần, chào bác Hiếu Mâm này. Em Hương xin phép được dừng live stream ở đây để xuống để chốt xe cho khách nhé. Về thêm nhiều mẫu xe mới như là Vios tự động này, Moaling 2019 này, i10 tự động này, về thêm Accent tự động nữa các bác nhé. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại, kết nối trực tiếp qua Zalo cho em qua số hotline 0354602790 ạ. Xe tránh mưa tránh nắng thì từ 60 triệu thôi, rất là rét con nhé, 60 triệu là có xe rồi. Lên các bác ơi, để lại số điện thoại để em tư vấn ạ. Đến với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương để xem xe, chạy thử xe và cấp và chạy để cảm nhận chất lượng xe nhá. Xinh quá cơ, cảm ơn anh Giai Công Nga nhá. Anh Công Nga ơi, để lại số điện thoại để em gửi qua hình ảnh video những mẫu xe mới. 7 chỗ ngồi cho anh nhá, 7 chỗ ngồi máy dầu, về thêm mấy mẫu luôn. Lên các bác ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Cảm ơn các bác nhà mình đã quan tâm và ủng hộ. Bây giờ em xin phép được dừng video ở đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.